Hi everyone, cuộc sống Mỹ Hoa Nguyên xin kính chào tất cả các bạn đường xa. Cảm ơn các bạn đã hướng ứng kênh của mình trong những thời gian qua. Hãy nhấn nút like, share và chia sẻ nếu thấy kênh của mình hay và hữu ích. Đặc biệt là các bạn nào mới xem clip của mình lần đầu tiên thì hãy nhớ nhấn chuông đăng ký để các bạn được xem clip chia sẻ mới tiếp theo của mình nhé. Thank you for watching and have a nice day everyone. Hoa Nguyên xin chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc và bình an bên gia đình và người thân nhé. Hẹn gặp lại lúc sau. Hai cả nhà, chào mừng các bạn đến với kênh Cuộc Sống Mỹ Hoa Nguyên ngày hôm nay. Thì hôm nay mình có clip ngắn xin nói về cái sắc lệnh của Tổng thống Trump mà đã ký ngày hôm qua, ngày 8 tháng 8 năm 2020. Đấy là con số rất là đẹp ha, 8 tháng 8 2020. Nói về cái sắc lệnh gia hạn số tiền hỗ trợ liên bang dành cho những người trợ cấp thất nghiệp. Cái thứ hai là tạm ngưng cái tiền thuế vào tiền lương cho những người đi làm, nghĩa là payroll tax đó. Cái thứ ba là hoãn tiền trả nợ cho sinh viên đến hết năm 2020. Và cái thứ tư là hoãn việc đuổi ra khỏi nhà nếu như những người nào mà đang thuê nhà đó. Thì chắc có lẽ là các bạn ở Mỹ ngày hôm qua nay cũng chắc cũng đã nghe tin tức và cũng nghe trên các cái group Facebook, thì cũng có một số bạn chia sẻ rất là nhiều. Thì mình cũng xin làm cái clip này để mà nói rõ thêm, giải thích thêm cho các bạn ở Việt Nam cũng như là các bạn Facebook của mình đó, cũng như là gia đình của mình hiểu thêm và biết thêm về tình hình nước Mỹ hiện nay như thế nào. Thì nói chung là mấy tuần nay á, thì hai đảng ở Thượng viện cũng như Hạ viện á, thì họ có nghĩa là tranh cãi rất là nhiều, họ bàn thảo rất là nhiều nhưng mà họ chưa đi ra một cái kết luận nào để mà có một cái tiền hỗ trợ mới cho những người đang thất nghiệp cũng như là cái gói hỗ trợ stimulus package 1.200 giống như là đã dự định và đã nói thường xuyên như mấy tuần trước đây. Thì nói chung là mình cũng theo dõi mỗi ngày nhưng mà mình thấy là họ cũng bàn thảo, cũng đưa ra tin này đưa ra tin kia nhưng mà cho tới bây giờ thì họ cũng chưa có quyết định được, có nghĩa là hai bên họ vẫn chưa có bên nào nhường nhịn bên nào hết. Thì nói chung là cái tiền trợ cấp thất nghiệp ấy, thì đã hết vào cuối tháng 7, ngày 25 đến tháng 7 rồi. Thì bây giờ những người mà đang thất nghiệp á, họ chưa có việc làm á, thì bây giờ nếu mà không có cái tiền trợ cấp của federal, có nghĩa là bên liên bang á, thì có nghĩa là họ đang rất là lo lắng, có nghĩa là bây giờ hỏi các bạn ở Mỹ là tiền nhà, tiền cửa, tiền bill, tiền bổng, tất cả các loại tiền đó, hàng tháng trả rất là nhiều, mà trong khi mà bạn thất nghiệp không đi làm mà không có tiền hỗ trợ của chính phủ nữa thì cái nước chết, cái nước là ra đường thôi đó. Thành ra là trong cái thời gian này á, có nghĩa là cuối tháng 7, 25 tây cho tới đầu tháng, tới bây giờ cũng đã là 8-9 tây rồi, cũng như là kéo dài 2 tuần rồi, nhưng mà hai bên lưỡng đảng á, thì họ chưa đi tới một cái quyết định gì hết đó, thì làm cho người dân họ rất là hoang mang lo lắng á. Thành ra là Tổng thống Trump ổng đã đưa ra một cái quyết định của cái hôm thứ bảy ngày 8 tháng 8, thì ông ký cái sắc lệnh đó là hỗ trợ cho unemployment, nghĩa là những người thất nghiệp đó là $400 hả. Thì nói chung là bên đảng dân chủ á, thì cứ cương quyết đòi $600 vẫn như là cái con số trước kia đó, là hỗ trợ cho dân $600 từ bây giờ cho tới cuối năm 2020. Nhưng mà bên đảng Cộng Hòa Thượng viện thì họ không có đồng ý cái số tiền $600 đó nữa. Thành ra là họ nói là nếu mà cái con số đó là quá cao thì sẽ làm cho những người là người ta đang thất nghiệp, người ta không muốn trở lại đi làm. Thì ý họ là chỉ là hỗ trợ một ít thôi, có nghĩa là $200. Thì hai bên cứ bàn qua bàn lại, cứ tranh cãi với nhau suốt mấy tuần nay nhưng mà cũng chưa có đi tới một cái quyết định nào hết. Thì ông Tổng thống Trump ổng mới ký một cái sắc lệnh ngày hôm qua là ổng đưa ra cái con số chính giữa, có nghĩa là 400 đó, giờ tạm thời ổng đưa ra như vậy.
Thì nhưng mà mình biết là ngày mai thứ hai sẽ có những một một số tin rất là hot, rất là sốt dẻo sẽ xảy ra nữa. Tại vì cuối tuần thì nói chung là bên quốc hội người ta không có làm việc đó. Thì ổng ký vào cái ngày cuối tuần này đó, thì theo mình nghĩ là ngày mai sẽ có một số bàn cãi nữa đó, thành ra là sẽ có một số tin tức sốt dẻo tiếp theo ở tuần tuần sau đó, các bạn sẽ đón xem nha đó. Thì nói chung là mình bận đi làm thì mình cũng cũng không có rảnh đó. Thành ra là khi là chiều tối mình về mình cũng cơm nước rồi mình cũng nghỉ ngơi để rồi tiếp tục ngày mai mình đi làm đó. Thành ra là mình cũng mình không có chia sẻ nhiều cho các bạn, mình chỉ chia sẻ những cái tin tức nào mà nóng hổi hoặc là thật sự mà nó sắp sửa có thể xảy ra thì mình chia sẻ thôi hả. Thì cái tiền mà gia hạn trợ cấp thất nghiệp 400 đồng này thì mình nghe nói là hình như là cái này là ở bên quốc hội mới được đưa ra, chứ còn tổng thống Trump thì không có được ký cái sắc lệnh này. Thì theo mình nghĩ là ngày mai sẽ có một số người sẽ chống đối. Nhưng mà cái tiền trợ cấp thất nghiệp này á thì tiểu bang á thì trợ cấp 100 đó, còn nếu mà federal liên bang á thì trợ cấp 300, có nghĩa là bạn nào mà được tiền thất nghiệp á, mà 100 đồng trở lên á thì mới được hưởng cái tiền 400 đồng ở unemployment này. Nó cũng không có giống như là cái đợt cũ các bạn nhận 600, có nghĩa là ví dụ như các bạn nhận tiền tiểu bang mà ví dụ như là dưới 100 đồng thì các bạn vẫn nhận được cái tiền hỗ trợ của liên bang là 600. Nhưng mà đợt này là cái tiền mà trợ cấp của tiểu bang các bạn là phải từ 100 đồng trở lên thì các bạn sẽ mới nhận được cái tiền trợ cấp của liên bang 400. Cái thứ hai là cái payroll tax cut, cái sắc lệnh thứ hai ông ký là payroll tax cut, có nghĩa là khi mà mình đi làm mình lãnh lương các bạn thì mình có đóng cái tiền thuế Medicare, tiền thuế Social Security thì nó khoảng là 7.65% trên cái paycheck của mình thì cái lệnh này ban ra là từ tháng 9 cho tới cuối năm tháng 12 thì họ sẽ không cái thu cái tiền thuế này nữa, họ tạm ngưng thôi chứ không phải là miễn thu nha, ở đây họ chỉ nói là tạm ngưng thôi đó. Thì cái thứ ba là hoãn tiền nợ cho sinh viên đến hết năm 2020, cái nghĩa là student loan á, là cái nghĩa là khi mà ở Mỹ các bạn thì mà các bạn học đại học thì các bạn vay tiền của chính phủ các bạn đi học đó. Thì khi các bạn đi làm thì các bạn trả cái tiền nợ này cho chính phủ hàng tháng. Thì trong cái đại dịch coronavirus này á thì nói chung là cái tình hình kinh tế khó khăn, thì ổng ký cái sắc lệnh này là ổng tạm hoãn cái tiền nợ này cho sinh viên cho tới cuối năm 2020, tạm hoãn thôi nha, chứ không phải là không trả nha. Đó thì nói chung là tạm hoãn thì tháng nào nói chung là cũng đỡ tháng đó luôn các bạn đó. Thành ra là ổng ký cái sắc lệnh này nói chung là cũng cũng đỡ cho các bạn sinh viên một phần đó. Cái sắc lệnh thứ tư là hoãn việc đổi nhà, có nghĩa là khi mà các bạn thuê nhà thì trong cái thời gian mà bạn thất nghiệp thì có thể là bạn không có tiền để mà trả tiền nhà đó. Thì họ ổng ký cái sắc lệnh này có nghĩa là trong cái thời gian này nếu mà bạn không có tiền trả tiền nhà cho chủ nhà thì bạn có thể là tạm hoãn, nghĩa là xin người ta là tạm hoãn 1 tháng 2 tháng, khi mà mình có việc làm á thì mình sẽ trả góp cái tiền mình nợ người ta 1 2 tháng, có nghĩa là không trả người ta đâu nha, có nghĩa là mình vẫn trả tiền nhà nhưng mà hoãn lại. Ví dụ như tiền nhà các bạn là 1 tháng 1.000 đi phải không, thì bạn nợ cái tháng 8 này 1.000 đi, thì khi mà nếu mà qua tháng 9 là các bạn đi làm á thì các bạn phải trả góp cái tiền cái 1.000 của cái tháng 8 này cho chủ nhà. Ví dụ như bạn góp cho người ta, ví dụ như qua tháng 9 là các bạn góp 1.200, 1.400 gì chẳng hạn đó, góp lần cho tới hết cái 1.000 của tiền nợ tháng 8 đó, nó là vậy á.
Cái nếu là thí dụ như là người ta đang thất nghiệp, người ta đang không tiền, mà nếu mà đuổi người ta ra đường đó thì người ta đi đâu? Mà trong cái thời gian mà đại dịch này á, mà các bạn mà đi ra ngoài rất là dễ lây nhiễm, hoặc là mắc mắc bệnh từ những cái người mà đang có bệnh, đã rất là dễ dễ bị bệnh. Thì ông ký cái sắc lệnh này nói chung là cũng cũng giúp một phần cho những người đang gặp khó khăn về tài chính, cũng như là không có việc làm, thì cũng có một cái nơi ăn chốn ở, thì nói chung là nó cũng cũng tạm thời giải quyết khó khăn cho những người nghèo, những người đang mà thất nghiệp. Thì mình thấy ngày hôm qua nay thì nói chung là có một số bạn YouTuber với lại có một số bạn chia sẻ trên mấy cái group Facebook rồi, thì mình chỉ nói thêm thôi, mình giải thích thêm. Thì cho các bạn trên trang Facebook của mình cũng như là các bạn đang theo dõi cái kênh YouTube của mình có thêm những cái thông tin về nước Mỹ, cũng như cho gia đình của mình hiểu thêm là tình hình nước Mỹ như thế nào. Thì nói chung là cái stimulus check 1.200 á thì mọi người đang trông đợi đúng không? Thì ông tổng thống Trump thì ông không có quyền ký cái stimulus check 1.200 này. Thì theo mình nghĩ nếu mà cái payroll tax cut này nếu mà ông làm như vậy thì mình nghĩ cái 1.200 thì mình không biết là có hay không nữa. Cái payroll tax cut này là nó đang hỗ trợ cái vấn đề giải quyết khó khăn đó. Thì mình không biết là tương lai là cái check 1.200 nó sẽ như thế nào. Thì các bạn đợi ngày mai thứ hai để coi mà khi mà quốc hội họ làm việc trở lại thì có những cái tin tức nóng hổi sốt dẻ rồi nữa hay không. Thì tạm thời nói chung là mình cũng thấy mừng cho các bạn mà đang thất nghiệp thì cũng có một cái số tiền hỗ trợ để mà trang trải cuộc sống, cũng như là tiền cơm nước nhà cửa con cái này kia, nói chung là có được bao nhiêu thì cũng đỡ bấy nhiêu. Như là ngày hôm nay mình đi làm thì mình thấy có một anh mechanic, cũng như là thợ máy sửa chữa ô tô á, nhưng mà cái gara nó đóng cửa rồi thì ảnh cũng thất nghiệp mấy tháng nay. Bây giờ ảnh vô trong cái siêu thị của mình ảnh làm đỡ mấy tháng, bởi vì là vợ mới sanh đó. Mà thấy ảnh vô ảnh quét dọn cái công ty á, mình thấy là cái mình hỏi thăm ảnh, thấy ảnh người mới hỏi thăm thì anh nói là ảnh là thợ máy xe hơi đó. Mà tình hình là dịch bệnh, thành ra là quarantine, thành ra là ảnh mất việc làm đó. Mà bây giờ là nhà cửa thuê mướn, rồi vợ mới sanh, vợ cũng không có đi làm, thành ra là bây giờ anh phải phải đi làm thêm. Chứ còn nó là cái tiền unemployment là không có đủ đó, nói chung là 600 đồng nó cũng không có đủ nữa các bạn đó, thành ra là bắt buộc phải đi ra ngoài kiếm việc làm để mà trang trải cuộc sống đó. Thì mình thấy anh này ảnh cũng còn nhỏ tuổi mà thấy ảnh cũng dễ thương đó. Thì nói chung là họ làm việc gì mà có thể thôi, có nghĩa là ai mướn gì làm đó thôi, chứ còn mà bây giờ hỏi thợ máy rồi bây giờ phải đi làm lao công dọn dẹp, các bạn thấy không? Có nghĩa là có trình độ có tay nghề đó, bởi vì cuộc sống ra là phải làm thôi đó. Đó thì đó là một số tin tức chia sẻ của mình ngày hôm nay. Thì ngày mai mình ốp thì nếu như có cái tin nào sốt dẻo ngày mai của Quốc hội thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn nhé. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip của mình. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ và bình an. Thank you for watching and have a nice day everyone. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nhé. Bye for now.